Đây. Anh em ở xứ mất này. Bà con rỡ không này. Thôi đi. Hôm nay mình đi rừng với các bạn. Đi con mà đem đồ theo nữa. Hậu quân này. Đâu? Đây. Đây. Cái gài gài đây. Đây. Ở đây có hậu quân này. Đây hả? Ừ. Có sao nó có gài đây. Hậu quân có gài nó nè. Đấy. Đâu có nó. Vậy là đẹp rồi. Muốn ta gấp vào đâu không? Ừ. Hôm nay hai anh em rú đi rừng hướng các bạn. Ông ưng gì mà ông được thêm nữa. Đấy. Này thêm nó đào gì đây? Đi đó đi. Cho nó chậm mà cứ lần quăng xem luôn. Chết rồi. Hỡi hôm nay đào gì đây? Đào cây đẹp nhất rừng. Đấy. Muốn cái nào không? Chung thì chung mấy cái lầm này kia như thế không biết mà. Nó ghê vậy. Đi nó tới đây. Đây. Đây là một cái bốm. Gọi bốm này. Chùm chùm nào. Góc bốm đây. Chùm bốm. Thuở. Đây 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 đây. Đi gấp. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi tới đi lui, đi xuôi, đi ngược. Đi riết phát đủ bậu luôn. Con hỏi nổi nó đâu. Đi hoàng có gì phát đủ bậu. Nói công lỗi nữa. Đi tới đi lui, mà đi xuôi, đi ngược. Bốm này. Bốm đây. Chúng chả ra bốm gà to đã không? Ui, con tay rửa bàn tay con tay rửa là bốn mươi con tay rửa tạo quá tu cha cái gai mắt mèo đây 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 chợ cái thứ này nó ngọt như biết lui đỡ vô thôi mưa nó móc một cái là nó lấy thịt ra cho nó đâu có tha đâu đi 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 lệ cho đường đi còn xa lắm. Tụ chặt 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 bụi mày nữa. Họ được kết bụi thế nghe. Đấy, anh em mới đi được hai phần đường này. Bật cảo vô kia đâu. Cái này chơi mòi sao đi? Thôi. Chơi mòi vào. Chơi mòi rồi lá biết chứ. Ừ. Đấy, đi tới đây bật cảo vô kia rồi. Nghĩ hả? Thôi đi nữa. Chưa bây giờ là giật lên ra. Chấp cao nghe. Đường lên đến núi. Đi giống đi thỉnh kinh không? Thôi. Được thỉnh kinh và được có hai... đệ tử với sư phụ. Tao đây đồ đạc cái gì tao khỏi bà lo uống nước uống no đi nữa làm cái gì. Đi tao đây lết cuốc còn hà. Bây giờ là bò nghe lên dắt núi đây là duỗi bò lên á. Nó ứng nhiều lắm. Nó đứng mà đã đá nó lộn trộm nó đi dở tật té. Đi bấu nó cài chặt cái rau mà đeo trèo lên là tuột xuống ai ngờ đâu em nghe. Thì đó. Nó trèo lên tuột xuống nghe. Nó dở lên tuột xuống. Dùng mình. Em ơi. Ôi, thôi nghỉ chút nữa các bạn. Nghỉ chút nữa anh em lên trên núi cao. Cảnh. Rồi, lý ớ là giờ là. Leo lên, leo 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 lên. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đấy, đi hai tay hai chân như chó rồi. Đấy, thấy chưa. 1, 2, 1, 2. Đỡ quá, chỗ này ít gai. Chứ nhiều gai chứ cũng khớp. Đấy, đu lên. Giờ là lên núi cao ha. Tỏ vẻ thì vất vả chút không? Hả? Chứ gì? Ai biểu vậy? Cái gì thật tốt bằng hơn? Đừng có làm chăn chăn. Lên. Trung lên. Trung lên. Coi đấy nha. Mày đâu tầm 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 câu em tầm đầu nó bùng xuống nó kiếm nhảy không kịp á. Nhảy không kịp nó cho nó giỡn nào. Bây giờ chú lên đây tìm đồ cố. Lên. Lên luôn chứ. Lên luôn rải ra kiếm mẹ đây rải. Lên luôn, phải qua khu rừng này đã. Đấy, bò lên. Coi mấy cây mọc này. Đấy, đất thì nghiêng mà cây thì đứng đấy. Cây đây
chắc nó đặt mới 30 ba mấy độ. Lên 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 lên. Tích mấy liều chứ rồi. Liều mà quay nó thớm đi quá. Đỡ, đỡ dành hơn. Đỡ dành sức. Hai tay đu. Tức mấy các bạn. Liều ha. Mình liều lên đây các bạn. Dẹp mấy cái gốc tích này. Đây. Mới dồn một gốc tích đây. Nó mọc cái điệu đây. Đấy. Ra cái thằng cua thở đây. Cua đây cầm xuống thằng này mới bư bư thứ nha. Cầm xuống được đi đầu đây. Còn đây cái nữa, đây cái rỡ phía ba lô mình nữa các bạn. Hai cái rỡ chết chà chẳng hạn, như con nhái. Thôi chứ làm gì. Trời. Cái thằng đây anh em này trước cưa gỗ này các bạn. Thử vô không có lỗi bó này. Kìa cưa cây lấy rồi, chết mất rồi. Còn cái rỡ này cũng chết veo luôn. Đấy, nước mầm lên chỗ kia nữa. Trời. Góc đây. Không phải, trời ơi. Mặt cái kéo gì đó. Múc cây tích. Dưới đây nó ôm. Ngọc nghẹo dưới đây nè. Mọc hai cái rỡ hai phía chẳng hạn như con nhái vậy thôi chứ. Làm gì. Không á. Hai rỡ đi ba dắt ba nơ rồi. Để có mấy cây nhỏ nữa nè. Đây. Đây coi cũng thứ cho bộ hiền mà đấy anh em, mà cái gỗ các bạn lấy gỗ tích thì cái gỗ nó nổi tiếng đâu. Đây mà cái gỗ đó. Mình cũng đi các bạn, cái này để đấy để dành nha, cứ thấy là để dành này. Cái này nó có cái cành quẹo ở đây nữa không, đây chắc móc đây nào. Thôi, đi đi để kiếm khác à. Mình đã leo lên được nửa sườn núi các bạn. Đây núi rừng sừng sững này, còn mình đứng này, ha, trên ngọn cây cao, chốt chốt, đấy, cái bông đây là anh em cái bông rặng đâu mày, đấy, nó nha, nhìn nó giống con sâu không? Trời kim gì đây, núi rừng thì mênh mông trùng trùng điệp điệp, wow, đấy. Còn mấy ngọn núi cao cao lên nữa này. Bây giờ mình lên ngọn đây. Gặp mấy cái hải châu lá bự đây đâu đây. Họ đứng cũng mới đây. Bự bự kiếm bậy góc nào. Kiếm bậy các bạn. Chứ lá nhỏ giờ kiếm ghê quá. Không có. Mày. Trời dưới kia coi gì. Đấy. Mình đi từ chỗ đó lên các bạn, xa lắm. Núi này. Đây, nó đứng này. Nó đứng sừng sững à. Mày, chào. Mình đứng trên cây cao phải cỡ chắc 5 thước, 6 thước à. So với mặt đất nha, chứ còn so với dưới vực còn nó sâu hơn nữa. Đây, giờ lên đây là dồn dồn thôi. Có cái món gì không đây? Quần, đáo, tim, kiếm. Thôi, xuống rủi nữa các bạn. Rủi bư bư móc móc đó này. Được cái gì nó được. Hai châu lá bự này nên sáng nay nó nở hồi dữ quá kìa mà trứng như cò kìa. Bây giờ sáng giờ các bạn tìm hải châu lá nhỏ không có. Mà đây gặp hai cây hải châu lá bự nha. Đây kia con cây này. Đây con cây này. Mà sao nó thắng dữ thế nhỉ. Ui ui. Thấy chưa. Cái mấy đầu đi mà. Chạy á, chạy đổ các bạn, thật như cắt, biết đỡ mới kích ra đây rồi sôi sôi thôi, cái rỡ ràng sao chứ cái cây thính dữ rồi, chưa, thâu quá, sao mà thính rỡ cũng thính nữa chứ, thâu bư đại thứ các bạn, đây này hải châu lá bự này, lá nó đây, được bẻ cái lá xuống rồi, chất chà cao quá này, sao đây? Lá đồng tay cái các bạn. Chọt đây, chọt
thử. Cái rõ này mọc đi đâu nha. Có mình lên vào này thử kiếm thử có khúc nào không. Thua luôn các bạn. Mới đào ra này, cái rõ nó cũng thấy chưa rồi. Nó mọc cái rõ sao lạ kỳ vậy. Cây thấy quá. Thôi đưa đi kiếm rồi các bạn. Cái tao không có kiếm gì đó. Rỡ kiếm gì vậy không. Đấy. Đi chẳng hắn ấy. Thua. Thôi hiệp thứ này bọn chí các bạn. Không làm gì được. Để kiếm mấy món khác. Răm mấy giờ các bạn. Kết được cây rỡ. Cây rỡ hái trâu lá bự. Đấy. Chưa. Tớ thảm. Có gì à. Trong bẫy. Ghiếp bò vô. Ăn được mấy cây đâu. Hả? Ăn được 2 cây em. Ngon. Trời. Mai múc 1 mai em. 1 mai ta nhớ ta tới đây ta đầu này. À, 1 mai ta nhớ ta mò tới đây ta đào ngoài ra đâu coi. Ở đây có cây mì rừng này, mì đất này. Đào. À, đào cây đến nữa xuống lò mỏ xuống lần gì vậy. Gì vậy. Đi cả ngày chết rồi. Dạ thôi giờ uống nát bông rồi làm gì nữa. Thôi rạo 12 rưỡi rồi. Thôi vậy mai tinh thần đâu đi nữa. Mày vợ ở nhà quá. Chứ bây giờ còn nạn xuống cái dốc này nữa. Không mà xuống đỡ hơn lên. Lên mỗi chân lén. Thôi người yên chút hai đêm mình mò xuống các bạn. Ông xiềng lắm, ông này mang xuống dưới, ông mang lên nữa, vô lắm. Chú, đào, đấy. Chú, cháu ơi. Cháu mong. Mẹ cháu đào cái cây, hai cháu lá bự. Siêu phẩm này. Siêu cái con khỉ. Siêu phẩm. Nghiên cứu kêu vậy. Chứ trồng cái gì mà đỡ rỡ dài thòn vậy mà trồng được. Rất cái rỡ lớn khúc mới làm gì nè. Hử? Trồng dài vậy? Trồng dài trồng sau cái rỡ lớn chút nó chịu nấu sao trọng lực của cái cây vậy? Nói sao mà ngăn ngược vậy? Chết thì... Nó kiếm chỗ để đi. Một rồi. Chứ lấy cơ 1, 2, 3 lại quất cơ để nhắc cái đầu cho đỡ gì nữa. Đây đây. Đây. Mới đẹp. Cái gì? Cái gì mà được cái chân rồi đấy? Là cái gì? Lấy cái rỡ cái trên này cái đầu đen nó thiệt to cái chứ vậy? Chết đi. Không phải nó chết mà nó dụng ồn vậy. Cái rỡ thì mình lấy cái rỡ thì ở trên nó mới dụng. Để thì nó mới cầm. Phải chứ. Chứ nó cái này để thì nó chẳng cầm. Ờ. Tao đỡ ăn cái hả? Để chạm. Nghiền thoại nó hả? Quay hết cái cây coi thưa. Bỏ cửa ra. Xoay hết cây coi thưa. Anh đỡ nó đàng hoàng chứ mới có một cái dựng bếp kéo lên gì vậy? Ừ, rồi quay lại, anh đứng yên được rồi, đứng yên anh xây làm cái kia, kệ đất ra. Kệ. Kệ nó dính nhiều dính tới bàn á, tôi coi cái dòng thôi. Rồi cái đầu, anh xây vậy cái đầu đây làm sao? Đầu đó đây làm sao? Đục lại. Đục cho nó bo tròn cục luôn ấy. Đục cho nó bo tròn, nó đau thẹo bao cục luôn. Lên đây cái này không? Rồi lật cái cây lại, em gọi thôi, lật, phía này, lật đầu nó xây xong, nó chống mệt cái cây luôn. Anh muốn trồng kiểu này vậy? Muốn trồng kiểu này. Trồng kiểu này. Bây giờ về bè lên nha. Bè lên đây. Anh trồng này. Anh trồng kiểu này thì anh phải trồng sao trồng. Anh phải cái rỡ dưới này cho tự nhiên vậy. Thì sau mới đưa lên đây đó. Đưa tới đây này. Ừ, cái chỗ đấy. Không, sau đưa tới đây này. Đưa tới đây. Anh cái chỗ chân hai đây. Không, sau là trốn tới đây thôi. Còn từ nay nổi lên phía trên. Thì vậy anh phải cái chỗ chân hai đây. Cắt đây. Cái chỗ đây. Anh kích chỗ đây xem nó có khúc chìm xuống cho anh không kích, anh muốn đưa lên tới đó cái khúc nó chìm xuống ném đâu ném từng sao thì buộc anh phải kích ngay chỗ đây, nếu không đồng giả là kích ngay đây này cái đấy bỏ đỡ cho nó chìm đó còn hàng xiên lấy gì ghép vô đây này kích cái đây ra gọn đây cho anh biểu lấy cái nguyên cái cây chịu bộ rỡ này mẹ chịu nấu ra cây đây nè mà sao cái rỡ dưới chút mọi cây trên thật to sao nó cân bằng cái trọng lực của nó đúng không rau bóp không có xiên nữa. Bập lẽ gì không? Đây. Bập này đây, bó cái rỡ đi. Trong đây thì nó lấp cái chỗ cổng này.
Thì mình trồng tới đây thì nếu mình trồng lên sát mạch đây là mình kích cho đây. Lại cái rễ này nữa nè. Lên tới mình kích cho đây. Nó về lên đây. Cho cái này trên này là gọn như bỏ hết nè. Bỏ đây. Bỏ lên. Thế đây bây giờ nó làm kích cho đây. Mà sợ nó ngắn quá. Anh muốn nói lên tới đâu mà nghe. Vác kìa mày. Vác về kìa. Mày mới gì chỉ hành sát hay. Nó về nó dập nữa mà. Quên đến dập anh đỡ càng dài anh đi nó lại càng dập hung. Tại vì càng dài đi nó càng vướng, mà càng vướng anh càng tay tột, anh càng té. Anh té ngã rừng dắp thì nó té ngã là càng dập không nữa. Thay vì anh làm nó thiệt gọn nhất, anh cầm đi gọn gàng nhất là cái va đập nó không có. Anh tính chuyện này. Cắt ngang đi, lấy cái rễ này nữa chứ. Anh lấy rễ đây, anh trồng kiểu nào? Anh trồng kiểu nào? Sau tới đây thôi, đúng không? Rau còn khúc nào? Sau tới đây, sau mới nói, nói tới đây thôi. Đất tới đây. Nói tới đây rồi, mình mới lấy chị rễ đây dưới đây chị. Chị dưới đây. Đây, đây, đây. Ý là chị. Cho nó nuôi thể cơ thể gì đây nữa nuôi nó thân cái cây đây anh phải nuôi cho nuôi nguyên đầu rỡ đi qua đây nè cho anh mà không có đầu rỡ đây là nó rất thân cái liền á ngang đây ngang đây này. Ngang đây thì cái đây đỡ dài chị anh khách cái chậu đây cho đỡ dài anh chị anh đỡ cái chậu đi sau không lý anh chôn vô cái lu anh nuôi này anh chơi sau này nè anh phải tạo một phát từ đầu luôn chứ còn sau này nó ra những cái rỡ mới là mình chôn lấp tới đây rồi nó rỡ mới xuống nó bò ở đâu nó bọt cả nó chứ có đúng không. Chứ đỡ chứ giải thoảng đây. Rồi nó dài chừng nào là anh đi nó càng va dấp chừng đấy. Thì cắt luôn. Thì cái đó thì đương nhiên phải cắt. Mà cái dưới thôi hả? Cái cây này nó phải chịu hết ba cái rỡ thì xuống nó nuôi mới nấu cây này nè. Gặp em xử cái để cho nó con đào đào chỉ dài dữ. Ở đấy. Tiếp. Thử chút đây giờ còn lát rồi em lại lại lát nữa. Đó, nó lát. Nó xuống nó dập ghê lắm. Giờ ném xuống chứ bạn. Vậy. Cây mà ném thôi chứ cúi cây nữa. Giờ sao bẻ ăn cái lưới. Ném mà sao bẻ ăn mới ném mới cây. Nó trượt nó té. Đã vậy, đã sợ trượt té mà còn đỡ cho dài. Cho nó mắc nữa. Nó càng mắc là càng té. Tiền quá. Rồi còn cái thân sao? Cái thân coi gọn bớt ơi. Cái thân lấy tao đầu gọn bớt ơi. Còn nữa. Cái này dục chán. Dục chứ làm gì nó không dục. Nhét cho xem nó có lên được nào. Sao cái thân sao? Chịu lại chứ. Đem coi đặt đây. Đục đầu lại bị theo. Cái đầu. Cái tờ đây. Cái theo bự quá. Đây cái mâm. À cái đây là cái mâm này. Quan trọng đây. Còn cái này cái chán về nó cắt nữa. Nó cứ để về. Đây vậy giờ dắt tiếp đi. Cái được rỡ ra nó gọn được. Nó còn chuột ghê lắm. Mà sao trồng mềm kiểu đấy luôn được à? Nếu trồng mềm kiểu này mà cái rễ nó đâu này nó to đùng này. Nó vô trong đá. Nó vô đó, này này. Ừ. Ờ cái này to quá. Cái được đâu. Nó xấu. Để cục lên đi. Nếu mà sống được là chơi kia rồi. Chứ cái đây trồng năm vậy thôi, trồng năm này cũng được mà. Trồng trồng năm hay lắm. Thì cắt cái này. Trồng năm thì cái đây cắt đầu này, cái đây là chuyện lắc sắc ở đây. Cắt luôn. Cắt chan như còn. Ừ. Cái đấy. Không đến quên nó chịu chứ. Anh cứ cầm đi lỡ té nó chịu nó dập chứ, khỏi dập chứ. Để cắt nước qua đây, xuống. Thôi xuống. Nước ba lô kia đâu mà giờ mới ra cản vấn đề. Chỗ kia này có chai nước mà. Đây nè. Không thấy. Ngay cái bụi em đào đào đây. Bây giờ đi lên rồi phải gọi đi xuống hơn. Đi xuống rồi. Thôi đi xuống. Giờ anh em mình lo xuống. Em nó nhẹ quá. Làm cái lỡ rồi. Mà chắc cái cưa sao chứ không đấy. Muốn nát mình là sao vậy? Có cái thắt này. Thắt. À đúng rồi, cột đấy. À. Cột nó gòn lên. Không, được, được, được. Bước cái dây rừng cột đó đây. Lấy cái bấm đi rừng cột cái cưa này đây. Cái cưa mà ở trong người mình mà nó biến cỡ đó mà sao đi xuống rừng nó tê, nó sắp trong người sao? Chết. Đấy, giỏi á. Đây, giờ nó ngon. Đó, tối nay về cả nhà vui rồi. Hai ba giờ mấy. Cục chơi rừng là phải qua bóng nhiệm vòng hả? Mới chơi. Cho thật. Ghiệp dẫn chiều nhỏ cho thật. Chà, phanh quá, phanh đây nữa, được đây đi quá.
Đấy, rồi có mấy hai dòng đấy, lặng vặn dây non xuống là đứt cái bập đầu nào nữa, chừng bó nữa. Không cái bên kêu, lấy bên kêu này, bên kêu đây, quên chứ. Bên kêu nói hoài. Bỏ trong bi luôn. Hả? Bỏ trong bi luôn. Đây, đây, bên kêu nói hoài. Thật ra lấy bên kêu à, bên lại xuống. Ở trên cao mình xuống tới dưới bàn các bạn. Đâu, cái đâu? Em ra đường chứ. Đấy, ngồi xuống mắt. Anh nào uống rượu mà bó chạy rồi. Uống bia. Bia tư. Hai cái cây con trúc đó mà nó đi xuống được này. Ừ, nó cắn đó. Mẹ cháu có cây gì mà rỡ luôn tung vậy? Rẽ ra cho cắn. Cây vậy? Mềm mại. Cái này cái hái trâu ấy. Ừ. Nó nhỏ nó lớn rồi. Rồi cái đâu nó nhỏ. Phải nhỏ chứ không phải là bự ấy. Đây là đây này. Đâu, tôi coi. Hai lá rồi nó chứ mới gương. Đâu lại cho ông xem đó nhé. À. À lúc nào cái này cái lá nhỏ. Cái lá nhỏ mà cái hái trâu cũng thiệt nhỏ luôn. Không bằng ngón tay. Chú thật thử cho anh bằng. Thử cho anh bằng xuống cũng ơ. Cái cổ ngoài đường nó cũng khoảng được. Hả? Thiệt. Nghĩ chút anh mình đi ra cho bạn. Ngồi đây nghỉ anh mình mi những đồ mà. Đây. Thì có mấy cây gì mà có rẻ đứng ngon à. Cái tích. Đẹp lắm. Mười cái bơ cái bơ tích, bơ. Cái tích. À, mười cái bơ bơ đây đấy đẹp. Nó lo thử ra. Ồ, đẹp. Để anh. Chút nó mặt thục mạng á. Thu dọn hành trang cái rỡ cái đi tới chi dài giảm hỏng cái bước mà đớ nó quẹt nó gãy nó còn ra mà đớ chi dở dài dở hứ anh trồng kiểu gì mà đớ rỡ dài dữ này không lấy cái cây đầu ngón tay anh trồng cái chậu nem mưa nè phải đúng không anh được không nhặn nó vô cho nó trốn vào theo ấy đừng có đớ nó lót hoài cái cây mà đầu ngón tay cái mà trồng cái chậu nem mưa này đây bó mới chuyển bó lại các bạn bó lại vậy còn mình cái ba luôn á rồi phế bữa nay em phế gọn gàng nhẹ nhàng dễ cho đời nó bớt khô đi ra ghế chỗ giường nhà anh sĩ bà tám nữa đây đi 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 lệ để ra coi giường anh sĩ bà tám cho anh em mình đang đi xuống các bạn nó trì anh nó trì nó níu luôn anh thấy cái mây nói nó trì nó níu y như mình nợ nó đầu lâu lắm mà không trả đâu thì gặp mày quả trì ạ y như mình nợ nó ba đầu trước không trả nó giờ gặp mày quả trì kéo đấy, chỗ đây còn dở đi ạ đấy đấy nó lượm mấy mũ rồi đấy nó trì nó kéo cắt kéo đây còn mấy chỗ chung nữa là sao chết rồi chưa anh đọc đứa cái rỡ dài như này em dắt nó chết nó nhìn nó giữ đi không được hướng mà đi lên thì chậm rồi xuống ba lô rách rồi rách lội chai nước ra nữa chứ lội chai nước hừ lội kiếm luôn ba lô vậy tại ba lô lại đấy phải do hậu quả này đây đây đúng im đấy cái hậu quả là hậu quả đưa cái móc cầu này đấy quán chạy mà không chừa chứ không chừa mà cái chi mà dài dữ đoạn đây dở đi nha tạo ra đoạn kia khắp khắp tám nghìn đấy nha đi nữa chứ làm gì cứ giải mò thì tiếp đây đấy nó truyền nữa đấy 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 nó lượm mũ nữa cái gai mày nó biến cục cơ nó lượm mũ đậu mũ lên đẩy trùng khom xuống bò qua khom lưng qua lùng 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 cũng lên cũng lỡ hả lùng cũng lỡ chung cái lỗ thấp thôi chuyến đi rừng của anh em mình à. Xin kết thúc đây các bạn chúc ra ghế nhà anh bà tám cho quay quay phim tiếp tục nãy giờ quay trên rừng có gì giờ nhà quay nữa.
Đây. Đây cây đây hầu đất núi anh nuôi em đẻ. Cây đi hầu. Cái cẩm nó thấy từ như bụi mía rồi anh đúc vô anh phá các kiểu con đà điếu mà dạ mà là trái dữ hay. Chưa. Đất núi à. Núi cây đi trái. Trái. Trái sao mà bự chứ, có nhiều trái sao bự dữ à. To ngàn hơn ngàn ngón tay út mà là. Wow. Ngọt không? Cái đây ngọt không? Làm thử miếng coi phun thuốc này vậy. Cái đèn có đèn. Ờ, cái đèn có đèn. Cái đèn ngon. Hợp lý, hợp lý. Cái ngon chú. Có trái, có cây. Ờ, có cây nhắn nhắn, cái đèn ngon. Ngon đậu hết cây. Rồi chị. Cái đèn có bị đấy gì hả? Cái đèn ngon ngon ghê không? Ngon. Không có chút. Cái kia sao chắc cái này. Em coi cái đèn có đấy không? Đây, phải đặt núi nữa. Cây lâu không hả? Cây này thở ban đầu hả? Cái này anh mua con lợi hay của em? Của em ấy. Cái nó cao nó cách nhiều lắm. Cái quá đòi rồi hả? Cây ăn thử cây này ngọt không? Đố hụ làm cho bự. Ừ. Cái này cũng có đấy. Ngon như cây kia hả? Đất rừng ngon hơn đất biển luôn. Đất biển đấy. Không, đất biển đấy. Đó là cây đào hang thôi. Chỗ. Còn nhiều cây hải châu à? Dòng cây trứng cá. Ừ. Đúng không? Ngon hơn cây trứng cá gì cũng cá. Hải châu đất núi, cái đây cũng ngọt. Cái đây cũng đất núi nữa này. Nó đang cho hòa trái. Đồ má cây ngon ngon. Cây không biết ngọt. Không, cây đây ngọt. Cây đấy cũng được á. Lâu không? Đây hai thằng cây đấy, cây đó với cây này. Cái cây hai thằng giống cây em đào nổ thiền quá. Đúng không? Đúng không? Hai thân. Anh Hồ Bạch Thuyền. Đúng không ạ? Chính xác. Đây cây đất đảo ơi. Anh ơi, đây là cây đảo này. Ừ. Anh thấy ngon không? Ngon cho mày đi chỗ khác chơi. Chù. Cây này đính. Đất đảo này đính không? Ờ, cây này đính. Đất đảo này. Tôi cây đèn nhắn. Cây trong nhà không còn đèn, cây trong căn nữa, cây đèn. Trong nhà còn đâu ấy, họ cây tôi chụp đi. Còn bên kia chứ. Rồi đấy được. Cây đó bây giờ cái cục vậy á. Cây đèn đặt đáo ăn, thử cây thử đi. Tù, cái cây này đánh quá. Hai cây kia ngon. Cây lá bự à. Hai trâu lá bự á, ghép lá nhỏ á. Lá bự và cốt lá bự và ghép lá nhỏ vô. Tôi mua cây nào tôi bán rồi đó. Dạ mày xiên nghe, cho đây đắng bờ nữa hê. Cũng xiên nghe, cây đây cây đất núi đảo. Đảo. Đảo á, cây đất mua của mày á. Cây đất mày biết mua hồng 4 năm trị gì mà là sốc á chứ. Dạ, hết cái kết không? Nuôi thì nó quá dạ. Hết cái kết mà, không còn cái kết mà. Còn cái hẳn. Cây đây không có đánh nghe chứ. Cây đảo mà cây đây không đánh. Cây đây không đánh. Ở cái này cái đất núi mà đây cái đất núi à Hải Châu đất núi cốt à đầu vá anh kia anh vô anh mua cái cây anh mơ cái cây thiếu nước rồi cây ngày qua thiếu nước này quê cái đọt non đâu quê đọt non cái nào quá hôm qua qua thứ ơi những cây thở ban đầu đây Hải Châu đất núi cô cây bốn anh thuộc đồng với cây hai thằng này quá đẹp anh nói đẹp chụp cây à mày cây bốn sống thủ thì giá bốn hai tàu đất núi anh hay à phải đất núi bàn trái nào khô nước nào bữa anh mua cây hai tàu chỗ đây còn cây đây cây đây cây đảo không ừ đảo đây cây đây cũng cây đất núi nữa này. Ừ, cái cây này ngọt. Cây này cũng có lách. Không có lính. Chô đất núi mà làm trầm trầm cơ. Đây. Còn hai trâu đất núi. Trái. Mình ngón tay luôn. Ôi rớt con trái người đó. Chô còn cây kia cốt bự anh. Anh còn cây kia cốt bự nhất à.
Cây đi gì, cây đi nó đẹp lắm chứ, ông nói cây đi xấu nó mày. Cái cây đi hồi anh mua của em hả? Tao mua mày nói chung là nhiều. Đâu má mà tao gan tao mua nhiều chứ còn thiệt ra cái hầu đó mày mua chưa bán miền Nam bao nhiêu đó. Mà cuối cùng là cái đợt đó anh lại cây sống nhiều. Bán tao nhiều chứ còn bán miền Nam chưa bao nhiêu vậy, tao mua. Mà cái đợt đấy cái cây anh lại sống nhiều đúng không? Đợt đấy sống nhiều. Mày bán miền Nam mà nói đây là tao mua hầu mày bán miền Nam chưa bán mà. Chưa bán được sao bao nhiêu? Lâu mà. Phải nè. Cái trái to ghê. Ở thì cái đất núi này. Cây đây em biết cây đâu không? Cây đây nó thuộc huyện Văn Canh nè. Của xã Cam Vinh này. Cây đây của cây xã Cam Vinh này. Huyện Văn Canh này. Còn cái cây đây là cây em biết cây không đây chứ không? Cây đây cũng cây Cam Vinh Văn Canh này. Đây cây đây. Đây cũng cây Cam Vinh Văn Canh này. Còn cái này chặt tại đúng không? Cái này là lạ cho người cây đâu kìa. Đây cũng cây Cam Vinh Văn Canh này. Mà trại nhiều. Cái lá dài nữa. Nó dài mà nhỏ. Nó dài mà cái lá này nhỏ. Tí cái con khỉ. Trồng nó siêu to khổng lồ này. Nó bạc nói chung 200 mình trồng lâu lại bộ lá nó khen giả. Anh này là mới trồng lên nó thuộc nước là thấy nó to mất hồn. Ở đây cái đáo. Cái là mò. Chú. Vậy là cái biểu này là núi. Núi có cái cuốn đây đào cũng có chứ nhỉ. Hơi. Sao không? Thì là người ta nói ở núi là có cái cuốn này. Cái đây cái đáo này. Mấy cái đáo cũng có kìa. Bạch bác cái núi cái đáo đó là một dòng. Bây giờ anh nhìn cái đáo đúng không? Bây giờ em chỉ cái đáo và cái núi anh phân biệt được không? Không bao giờ được. Nhưng mà cái núi được cái ưu việt của nó là đỡ mạnh, cốt lớn. Chứ mà thường thường cây đất núi là thường thường nó hay bị thánh. Thì những cái cây mình lấy đầu trước là mình lựa mấy cây kem kem nha. Sau này hết cây đầu là cây thánh thánh. Đây, cây Hồng Quân này. Đây, cây Hồng Quân cái thớ. Thớ trước mình đào. Em đào cây Hồng Quân đây này. Hả? À? Cái đây hồi nó treo dưới đá nó xuống á. Cái hoành đây lớn hơn nè. Bây giờ em còn giữ nó đây. Ba mấy hoành, 40 hoành, gần 40. Ảnh chè thì nó cháy. Ảnh chè đây nó bị lọc mất miếng da này. À. Lọc mà nó bao thiệt lại không? Hay không? Đây. Mấy cốt này cũng luôn gặp hết rồi chứ lâu mà. Em bán em đi lâu lấy kìa. Hầu cái cành đây nha, cái đọt đây ra nó còn quýnh xuống một đoạn nữa. Nó lấy thêm đoạn nữa mà ông không thích dài. Ừ, nó xuống nó đổ xuống cái đây này nè. Đọt đó đã từ đó phải chống. Hử? Phải chống. Đọt Hồng Quân này, đọt non này. Thấy đọt non đó không? Đúng cái lạ nó giống. Cái đọt non đó không không nhá. Nó có gai. Đó cây đó hồi nó mất lên đá đào xuống. Anh cho nên bữa anh đào cái Hồng Quân em nói đây cây là cái thứ hai em đào được ấy. Cây đầu là nhỏ cái này. Nhưng mà nó cũng dạng cái cây khó kiếm. Ở trên hầu ở trên dạch đá nó mọc vậy nha. Ơi dạ. Nó mọc trên dạch đá nó cua xuống rồi nó thả cái tàn nó xíu qua bên kia này. Em cái cốt anh đi không à? Mà giác đi cũng nấu. Dạ còn mấy cây tích kìa hả? Cây tích kìa cũng có em ra tới đâu ra. Mấy cây tích dài tích dài đấy. Quá nhiều. Ấy anh ơi. Nhiều ghê. Hải châu ấy. Cây luôn này. Cây đất núi. Cây đây cây đất đảo này. Đây. Cây đây cây đảo này. Kìa. Một cốt bự à. Thấy cốt kìa kinh lý không? Cốt đấy gần 50 hoành thôi đó. Chù. Ông nuôi cái thằng chú lên nó bằng ngón chân cái mà nào mà. Lâu lắm đâu. Như cây đây hồi bán ông tới giờ còn có 4 năm này. Cây đây 4 năm này. Còn 4 năm này. 4 năm chứ gần này nọ. 4 năm này trên cành ông nuôi cái đây giờ đầu nó bị bệnh mới chữa lại. Trên cành nó bị lớn đây. Ông cái hai lần mà. Chua con trái. To ghê. Hả? To. Chứ. Mà là cho lá bông. Lại lá thì lại cà, lại nhỏ mà lại trái thì to. Cành. Đây. Đây nó nè. Nó dài. Chim anh rộng hết nó. Chù xa này. Xa núi. Đây. Đây nó nè. Cái đây là cây cái đây cây đất đảo. Cái đây cây đất đảo. Đi cây nhãn này. Chú bà Tám dữ quá, đi rừng có đào có cây rồi ra bà Tám. Bà Tám sợ. Chú xăm quá. Anh em nào có muốn giao lưu không anh chị? Đây, cốc riêng nào trước anh. Cái đây hồi em cái thằng cao lắm nha. Cái đây này cốc đây này, cốc bự lắm. Mà em cái thằng cao lắm. Mà ông
ông đi thì ông đốn lại vậy á, luôn lực. Ông đốn luôn lại vậy á, chúng ta đốn luôn kiểu này nuôi lâu lắm. Chúng phải trầu hậu trước gấp gấp dài to này nữa, và làm gì? Như thằng kia gần đây mới hoàn đấy, còn bún bún lên hoàn, bún bấy hoàn là chết đó nha. Một cốt một. Đây đây coi đất núi nè. Đấy. Đây là trái nè. Cái này lặt đẹp. Đây là trái rau bông rồi nó ra đủ đợt hết nha. Nó ra đợt rồi á, bây giờ ra nữa nè, đây. Lá tươi. Lá màu nó nhìn nó sáng. Cái chân đá. Chân đá. Chân đá. Cái này có hai mấy hoành, 25 hoành. Cao bao nhiêu? Hơn gan. Trái nó chuyển qua màu tím. Chứ nó chuyển qua màu tím. Đây, đây cái đáo này. Đây cái đáo này. Như dân rô bì. Đây đáo này. Màu đỏ rô bì. Bây giờ anh vô đây anh có phân biệt được cây nào đáo, cây nào núi không? Khó. Không bao giờ phân biệt được chứ khó vậy. Anh nhìn anh phân biệt được mới lạ. Đây cái đáo cái núi này. Chính xác này, anh nhìn cái lá này. Thấy chưa? Đúng không? Anh nhìn cái lá này. Cây núi em đào, cây Canh Vinh nè. Của huyện Quân Canh nè. Đấy, anh nhìn lá anh phân biệt được không? Rồi, em dẫn lại coi cái đáo nha. Đây, mấy cây rào đây. Như cây đây. Giờ mình, cái lá bị bệnh nó chữa, nó không có chuẩn. Giờ lại cây đây. Hôm nay em coi cây đây nè. Sẵn anh em mình ở trên xem video, trải nghiệm luôn nha. Đây, cây đáo chính hiệu nè. Đấy, cái khuôn lá nó cũng giống cây tràng mà cái lá này to hơn kia một chút. Giống cái này to hơn. To hơn chút, đúng không? Khuôn lá giống cây tràng mà nó to hơn chút. Cái đây như cây đất núi nè. Đây núi. Đó, cây đây dùng cây lá dài. Là gì bằng hạt dưa? Thì so ngón tay út em này biết nó bị lớn cái đây nè. So mấy cái lá già luôn nè. Đây. Cửa này là mấy năm này? Hả? Cửa này mấy năm? Nuôi cửa gì kia? 4 năm. 4 năm chừng cầm được bị lớn đấy. Cũng mới này. Chúc hậu bờ đỡ đã. Đào cái lửa cây. Lửa cây bờ đỡ. Chô. Nhờ tiếc nhổ lấy lại. Không, bây giờ mình đi rừng không có gì. Xuống đây cũng bà tám anh em mình sẵn chia sẻ anh em mình xem cho vui chút nha. Xám núi à. Cốc cũng to. Đấy. Hai trâu đất núi mà nó trái cỡ này mà ăn thiệt ngon ấy. Đây. Ăn bút rồi đã luôn. Đấy. Làm bầm thôi. Quá sụ trà trái. Em ánh sang ngờ luôn. Coi tới này. Em ánh sang ngờ luôn này. Cây này ngọt này. Hồi em đào nó tính trừ một bụi mà nó mang một cây. Bằng cây nhãn một này. Cây tới non ấy. Thảm nó dữ lắm. Ngọt. Bố mẹ. Bố biết bao trâu à. Đó. Đẹp như thương vậy. Bố mẹ. Góc đèn của em trong đầu. Lưng gù. Ừ, góc đây của em đó. Lưng gù này. Để thường lưng gù. Bố mẹ. Bố đứng bò hai trầu rồi. Cô kể đi ống nặng sao để tượt chứ. Đó, tháo dày là chọn lên. Tôi không tháo dày chọn lên. Cục cây đây ngọt mà thơm ha. Ăn trái ngọt mà thơm thiệt. Đó này. Đây, lá bự này. Lá bự là cái con lá mình trồng nó lên dày này. Sao ông ghép ấy. Ông ghép nó nhỏ vô chứ không sợ gì. Thấy không? Đây, con ghép đây mắt nó. Ghép đây nó này. Ông xiên lắm, ông ghép hết á. Thì ông bốn ghép nè. Phải sủ lá rồi. Thằng cái cây này ngon thiệt, anh muốn ăn trái nữa. Bỏ ít muối ớt, đường. Trời ơi, thấy trâu à. Trời ơi, bỏ đây. Cái đây còn nuôi lâu dài. Chưa gì. Đèn là lớn ghép là nhỏ này. Là bự này. Đấy. Ghép cây là nhỏ luôn. Lên mức mượt mượt luôn. Trời ơi, ghép cây ghép cả bông ra. Bên kia có bông ấy. Ghép này. Bông đầy kìa. Đấy. Đấy.
chuẩn bị ra đây nữa. Thôi, tắt đi rồi mình dừng video lại. Bà tắm dữ quá bà tắm.